bạn biết hôm nay Nhi làm món gì không? Hôm nay Nhi làm món món gì ta? Chả cá Lã Vọng, một món của Hà Nội ở miền Bắc á. Đây là lần thứ ba mình làm món này, mình làm theo cái công thức của đầu bếp Nguyễn Tiến Dũng ở trang web cái gì? Nấu ăn hay hướng nghiệp.com gì đó quên rồi, thì Nhi sẽ để kèm cái link ở bên dưới cho các bạn nào muốn thử công thức này ha. Thì ở đây á, là Nhi làm là Nhi có cá phi lê. Cái cá phi lê của Nhi ở đây là cá trê ha. Cái này là cá trê thì Nhi bỏ da rồi. Nhi làm hỗn hợp vừa cá trê mà vừa cá gì ta? Cá crabby á, cá crabby hồi bữa đây là cá crabby nè. Cũng là phi lê luôn ha. Toàn bộ là phi lê hết nhưng mà không có da nha. Đây là cái miếng thịt cá crabby thì nó dày hơn. Cá fish á, cá trê á, đây là cá fish đây ha. Thì theo công thức đó là mình họ làm là cá lăng hay cá gì á là còn da. Cá bên đây là khi mà tụi Nhi câu cá là Kenny làm cá là Kenny bỏ hết da ra ha. Thì ở đây là Nhi có làm điêu là thì là nè, hành lá nè, hành trắng, tại vì Nhi làm thêm hai cái này là để cho Kenny ăn, Kenny không có ăn cái thì là này. Nhi làm thêm hành lá với hành tây này để cho Kenny ăn. Rồi có cá ha. Cá thì ở đây là Nhi có ướp chung với lại mới có ướp chung với bột nghệ thôi. Trong công thức là kêu là nghệ tươi á, các bạn nghệ tươi các bạn bào ra xong rồi bầm ra xong rồi vắt, hoặc là mình vắt mình lấy nước đó, ướp với thịt cá. Rồi ở đây là Nhi có cái hỗn hợp là củ riền với lại sả. Củ riền với sả băm ha. Còn trong cái chén này là có đã có nguyên trong công thức là dùng bột ngọt nhưng mà Nhi dùng là bột nêm nấm á, thì có bột nêm là muối, tiêu, bột nêm muối và tiêu ha. Còn ở đây là mắm tôm, thì Nhi xài cái mắm ở nhà có sẵn cái mắm tôm ly cơm kia này, thì Nhi xài cái mắm tôm này. Thì nghệ là Nhi nói là Nhi có Nhi xài của cái bột nghệ chứ không có bột nghệ tươi, Nhi không có nghệ tươi. Muối, da ua thì Nhi dùng da ua cái loại mà không có ngọt á ha. Thì cái da ua này là để thay thế cơm mẻ, và Nhi làm rồi thay thế cơm mẻ thì làm cũng ngon lắm. Nói chung là không có 100% là đúng nguyên thủy căn bản cái món này nhưng mà ăn cũng tạm được, nói chung là trong lúc mình thèm thì mình ăn thôi. Rồi đó, thì bây giờ đây là các bước tẩm ướp. Thì cách ướp đó là bỏ cái bột nghệ vô sao, nhưng mà do Nhi muốn cái miếng cá nó có màu vàng đẹp á cho nên là Nhi ướp với bột nghệ trước ha. Và bỏ bột nghệ vô xong rồi Nhi mới bỏ mấy cái nguyên liệu, mấy cái khô này vô nè, bột nghệ với lại thì là băm. À, cái thì là này là Nhi trồng ở nhà nha, tại vì nó lên nhiều quá đó cho nên là Nhi phải cắt ra để mấy ngày rồi mà để trong ngâm trong cái ly nước á, cho nên là nó cho nó tươi á. Rồi hôm nay mới làm, tại mấy bữa nay là Kenny muốn ăn, hôm qua thì muốn ăn steak, tại vì hôm qua là ngày lễ gì ta, ngày lễ Memorial Day á, của bên Mỹ á, cho nên là hôm qua là tụi Nhi ăn món này, cái món thịt bò beef steak. Rồi hôm nay thì Nhi mới làm cá ha. Cá thì trong công thức là kêu ướp khoảng chừng 1 tiếng, nhưng mà bây giờ Nhi làm thì Nhi ướp chắc cũng hơi lâu, tại vì đến khoảng tầm 11 giờ Nhi mới bắt đầu nấu. Thì khi mà nấu thì Nhi sẽ hướng CC sẽ cho Nhi quay phim cái bước tiếp theo, đó là các bạn ghim cá vô trong, để cá vô cái vỉ nướng trước cho nó vừa xém vàng ha. Rồi bắt đầu mới lấy ra cá ra để bỏ vô trong chảo mình chiên với dầu á, xong mà chiên mình nêm nếm lại cái chiên, thì xong rồi mình mới cho cái này thì là hành rồi rất vô, xong rồi ăn. Rồi ăn với bún với rau, ở ngoài nhà Nhi cũng đang có rau nhiều lắm mà. Làm mắm tôm, nhưng mà Nhi sẽ làm nước mắm, Nhi cũng có nước mắm chua ngọt sẵn rồi, tại Kenny cũng ăn nước mắm tôm như là nước mắm chua ngọt. Rồi làm bún ăn, rồi vậy xong một bữa ăn ngon lành vậy ha. Một lát nữa Nhi sẽ quay tiếp cái phần công đoạn tiếp theo cho các bạn xem nha.